Mình cũng buồn, mình khóc, mà không cũng an ủi. Ông an ủi hoài cái ông ủi em. Rồi lúc nào thì em mới có cảm tình với bạn này? Tức là đó, em nói em không ấn tượng, em không có gì mà cứ hả đụng ta có chuyện gì em phóng vô em an ủi. Chứ mình thấy như vậy thấy tội nghiệp quá, rồi biết sao giờ. An ủi tới lần thứ mấy thì bắt đầu em cảm thấy là em cần phải ủi nhỏ này. Thì đâu cũng 4-5 lần gì đó. Thấy tao làm cái gì gặp toàn là trục trặc không à, không có thấy cái gì mà nó sẻ hết. Dạ. Sau rồi cái em mới mời về nhà đám giỗ rồi mới về với gia đình. À. Rồi lúc đó là ủi chưa? Lúc đó chuẩn bị ủi. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, cái đầm rực rỡ quá. Quá rực rỡ luôn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên Lê Thiện. Dạ, em làm nghề chụp ảnh. À, chụp hình. Dạ. Bao nhiêu tuổi Thiện? Hôm nay em 36 tuổi. À. 36 tuổi. Thiện quê đâu? Em quê Trà Vinh. Trà Vinh. Dạ. Bây giờ là sinh sống và làm việc ở Trà Vinh luôn. Dạ đúng rồi. Ồ, à. Là dạ. Em từ Trà Vinh lên đây. Dạ. Thôi còn em. Trước tiên cho em xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể các bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. À, em tên là Trần Thị Tố Quyên, hiện tại là chuyên viên make up và quản lý studio tại Trà Vinh ạ. Chắc có lẽ là cái tình duyên của các bạn cũng bắt đầu từ cái việc gọi là chụp hình rồi làm make up này nọ đồ đúng không? Dạ thì hai vợ chồng em quen nhau á là bắt đầu từ việc làm từ thiện. Sao tôi đoán trước quốc chưa người ta? Trong một cái lần từ thiện á, rồi các em hay làm mấy cái chương trình ca nhạc. Rồi lúc đó thì em đang cần một người để in cái vé mời cho khách mời. Cái em hỏi, em kiếm người mà để in. Thì hỏi anh á, thì anh chỉ chồng em. Nói là ông này ông in hồi trước, ông bên không lấy tiền. Cái em mò xuống ổng. Cái em năn nỉ ổng, em xin ổng. Rồi cái ổng cho em vé mời không lấy tiền. Lúc đó em có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ không. Nhưng mà em có ấn tượng với anh này không? Dạ không, ghét lắm. Ủa sao vậy, người ta cho không lấy tiền mà ghét ta là sao? Tại vì á, lần đầu tiên á mà em gặp chồng em á là ổng trẻ mái 5 năm, giống như là đang trường vậy đó. À, mà có nhuộm tóc gì không? Dạ không, mà áo sơ mi rồi mặc quần tây dài lộm thộm bự lắm, như ông già vậy đó. Rồi cái lúc đó em ở Sài Gòn về, rồi cái em chạy thẳng về quê luôn, tới gần 200 cây lận. Cái mệt quá, cái em hỏi ông có cái gối bố không cho em nằm. Cái em nằm, cái ông quánh giá em, nói em giống như là gái mà mới lại biết nhà người ta cái lại nằm vậy đó. Nết đúng không? Ờ, mất nết á. Rồi xong tới tối, anh ngủ đi ăn. Anh ngủ đi ăn xong cái ông ngủ đi vô bị ôm. Trọng trời trời. Ông ngủ em với người anh nữa, vô bị ôm. Rồi xong rồi cái ông kêu mấy em bị ôm ra. Rồi ông ôm mấy nhỏ đó. Ủa lúc đó em sao? Em ngồi bình thường, tại lúc đó em đâu có quen biết ổng đâu. Cái rồi ổng ôm mấy nhỏ đó. Rồi ổng quay qua ổng ôm em luôn. Mà em đâu có quen biết gì ổng đâu. Giống như ôm lộn vậy, xỉn ôm lộn. Mãi ổng cặp cổ nói chuyện á, sau này mình mới biết là cái thói quen thôi. Như là trong trọng tiếng nhạc lớn quá, rồi ổng cặp cổ lại ổng nói chuyện. Mà mình thì mình ghét ai ôm cái tức quá, cái em chỉ mặt nói là em ghét nhất là ổng này nè. Như vậy là lần đầu gặp gỡ không ai có một ấn tượng tốt về nhau cả, đúng không? Dạ. Vậy thì bao giờ mới có tình cảm với nhau? Thì cũng ghét ổng thiệt, nhưng mà cái cũng nhiều lần em về dưới quê, ổng làm từ thiện, ổng cũng giúp đỡ. Rồi có một lần em làm cái chương trình ca nhạc, đang hát, đang diễn như vậy đó, thì tự nhiên chập điện, cúp điện. Rồi cái em thấy người khán giả dưới ngồi đông quá, rồi em sợ, cái em ra sau cánh gà em khóc. Rồi ổng an ủi, rồi dẫn người ta đi mổ mắt mà như hẹn tới ngày tới giờ rồi mà người ta không đi. Mình cũng buồn, mình khóc, mà ổng cũng an ủi. Ổng an ủi hoài, cái ổng ủi em luôn. Rồi lúc nào thì em mới có cảm tình với bạn này? Tức là đó, em nói em không ấn tượng, em không có gì mà cứ hả đụng ta có chuyện gì em phóng vô em an ủi. Chứ mình thấy như vậy thấy tội nghiệp quá, rồi biết sao giờ. An ủi tới lần thứ mấy thì bắt đầu em cảm thấy là em cần phải ủi nhỏ này. Thì đâu cũng 4-5 lần gì đó. Thấy tao làm cái gì gặp toàn là trục trặc không à, không có thấy cái gì mà nó suôn sẻ hết. Dạ. Sau rồi cái em mới mời về nhà đám giỗ rồi mới về với gia đình. À. Rồi lúc đó là ủi chưa? Lúc đó chuẩn bị ủi. Cái về cái ông nhắn tin. Cái ông nói anh nhớ em. Mà trước đó là ông có nói chuyện bâng quơ, ông nói ông đó giờ không có nhắn tin cho con gái, ông cần gì ông gọi không à. Mà tự nhiên bữa đó ông nhắn tin, ông nói anh nhớ em. Rồi cái em đâu thèm trả lời, em chảnh lại. Rồi cái sau cái chiều ông nhắn sao không trả lời, cái chảnh cái nữa không trả lời luôn. Cái qua hôm sau cái ông gọi điện thoại cái nữa rồi mới trả lời. Cái lần đầu tiên mà ông ủi em đó là lý do gì mà em đồng ý cho ông ủi? Xỉn. Hai đứa xỉn luôn.
mệt quá em nằm kế bên ngủ luôn. Ngủ rồi, ngủ luôn. Ngủ xong rồi cái bắt đầu giật mình thức dậy. Em ngủ cái em mở mắt ra em thấy ổng trừng trừng mắt nhìn em. Rồi em giật mình luôn. Nó ủa, ai vậy? Ủa sao tự nhiên trừng mắt nhìn em? Rồi sau cái tự nhiên em cũng ngủ nữa. Em xỉn quá trời. Cái em ngủ nữa. Cái rồi em thiêu mở ra thấy ổng trừng mắt nhìn em nữa. Không biết có ủi không nữa mà ổng trừng mắt nhìn em ba lần. Sao vậy? Ghét ghét tới lần thứ ba rồi chắc tới lúc đó là ủi rồi đó. Rồi sau đêm đó tại sao em lại nhớ cô này? Giống như mình dậy xong cái thấy giống như mình giống như có lỗi sao đó. Người đàn ông trách nhiệm đó. Em mới nhắn tin em hỏi thăm, tại vì Quyên cũng còn công chuyện ở Duyên Hải cho nên là em mới kêu có gì thì xuống đi, có gì em hỗ trợ, em dắt đi chỗ này chỗ kia, xin đang làm mấy cái chương trình từ thiện á. Rồi sau đó thì là bao lâu thì hai đứa mới có thật sự là đến được với nhau, coi như thoải mái tất. Chắc tức là khi mà tháng. em hết giận mà em nhắn tin lại đó. Ờ, tiến triển luôn á. Không còn mắc cỡ, không còn ngưỡng ngùng quen luôn á. Không ai nghĩ là hai đứa quen luôn. Là thoải mái luôn không? Là ổng đi đâu cũng dẫn em theo hết. Họ có đi uống bia ôm dẫn theo đâu. Cũng còn. Trời còn luôn á. Hồi đó đi uống bia ôm lúc mà quen rồi nha, đi uống bia ôm là vô kêu 8 em. Đi 9 người đàn ông mà đi kêu 8 em. Cái ông về ông hốt em đi nữa là em thứ 9. Tại vì ông em không khỏi kêu ai hết. Cái em bước vô, em vừa bước vô cái mấy nhỏ đó, ông giới thiệu đây là vợ anh. Mấy nhỏ đó xanh mặt hết trơn luôn. Đang ngồi hát ca vậy nè, đang ngồi cầm cục gà cắn cũng bỏ xuống luôn, xanh mặt. Sợ em vô quýnh ghen. Cái xong nó không, mấy chị chơi đi bình thường à. Cái rồi ông qua nói chuyện với ông A là ông cặp cổ ông A bên này là cặp cái em của ông A bên kia. Đó rồi một lần lượt ổng ôm 8 em đó ổng ôm một lượt 9 em luôn. Mấy ông kia ôm được có một em một rồi. Ông này ôm một lượt 9 em luôn. Sao mà không tốn 1.000 tiền bo luôn. Mà em không ghen hả? Không, tại không, vì thoáng nhưng... lắm, suy nghĩ gia đình thoáng lắm. Nhưng mà chắc có lẽ là em dẫn vợ em theo để vợ em được có ghen đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình nghĩ đàn ông quan trọng giống như là đi thì ngoại giao, tiếp khách này kia nọ cũng công việc. Thì chủ vô chổng bia ôm thì đó em suy nghĩ là vô chổng ôm chai bia uống thôi. Cái ông dẫn đi rồi mới biết vô chổng là kêu mấy em vô gót bia. Thì cũng vô cũng ngồi ôm chứ đâu có làm gì đâu. Rồi kể từ khi quen đó là ổng còn sở hữu cái ngoại hình như ban đầu không? Tức là hai mái như ca sĩ đang trường rồi không? Nói thiệt á là em không có biết làm việc nhà. Rồi cái quen ổng mặc áo sơ mi không à. Ổng nói hả là đó giờ là người ta ủi áo cho ổng là phẳng phiu luôn. Ổng ra đường là có dài dép để sẵn hết luôn. Rồi cái em đâu biết ủi áo. Em mua áo thun cho ổng, em mua quần jean cho ổng đem khỏi ủi. Ra đường mặc áo thun quần jean rồi cái em kêu bây giờ đi nhuộm tóc đi, rồi đi uống tóc đi. Rồi cái sau này cái tự nhiên đi bấm lỗ tai luôn. Cái đó tự làm luôn. Tức là em thay đổi cái ngoại hình của ảnh luôn. Dạ. Em ép ổng vậy hay tự ổng? Tự nguyện. Tại sao em tự nguyện thì? Nói chung tại vì em làm cái nghề của em cũng muốn trẻ trung năng động cho nên chứ không phải là một phần vì bà xã em mà đúng một không? Phần cũng vì bà xã, tại vì để cho mình cho nó xứng chút á. Em thôi nhìn thấy mình già quá mà vợ mình còn em lớn đó. Vợ em nó có nhiêu đâu, 9 tuổi đúng không? Dạ. Chứ bây giờ nhìn em cứng hơn ảnh luôn. Các em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau được 2 năm. Mà trong 2 năm như vậy thì có những cái trục trặc, có những cái khó khăn cố gì hay có những cái sự cố gì xảy ra không? Có, lúc đó tính là năm sau cưới, rồi hai chồng, mẹ chồng lo nhà, cất nhà, mở tiệm vậy đó. Thì trước một tuần lễ khai trương thì mẹ em bệnh, mất đột ngột. Mất bệnh à, hay là giống dạ, như là bệnh bị virus phải đó. Dời ngày, ngày. Rồi lúc em sốc không? Sốc, tại vì giống như là em không có cha từ nhỏ rồi. Rồi cái giờ cái mẹ mất, rồi anh hai em bệnh tâm thần nữa. Nói chung là mọi thứ ập lên một mình em luôn. Rồi cái chồng kế bên thì chồng cũng an ủi. Nhiều khi lúc đó người có một mình rồi tiền bạc, ví dụ như bệnh mà này kia kia nọ mình cũng không dám nữa. Rồi cái chồng nói không, đây là mẹ tôi. Nói bác sĩ cứu mẹ tôi, là mọi giá là cứu mẹ tôi. Là lo ekip bác sĩ Sài Gòn về mà mẹ em qua không khỏi. Đó, thì lúc đó là ảnh đứng ra, rồi mẹ chồng cũng đứng ra lo tang lễ cho mẹ em hết trơn. Như vậy là mình có phải dời ngày cưới không hay là mình vẫn cứ tổ chức đám cưới? Dạ không, theo nửa năm sau mới cưới. Nửa năm sau? Dạ. Nói giờ chung thương ổng chưa? Giờ thương chưa? Yêu chưa? Ảnh lúc nào cũng nói em là không cho em khóc. Anh làm đủ thứ luôn, miễn sao em đừng khóc được rồi. Trời. Mình thấy vợ mình
hoàn cảnh vậy đó, cũng đơn chiếc rồi mà sao cái gì những cái sao cái gì những cái xui xẻo nó cứ dồn vô tội nghiệp. Tức là trong cái tình thương, tình yêu của em là còn có tình thương đối với vợ nữa. Thành ra là em cũng rất là may mắn. Tụi em kết hôn được bao lâu rồi? Ngày mốt là kỷ niệm một năm. Như vậy là đến với chương trình ngày hôm nay cũng rất là ý nghĩa phải không nào? Coi như lấy nhau được một năm và trải qua những cái biến cố như vậy rồi. Có con chưa đã? Năm. Dạ chưa. Chưa đúng không? Bây giờ hỏi nghe, những cái tật xấu. Đó. Giờ hỏi em trước đi Thiện, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì lúc đầu mới cưới về hay cãi lắm, mình nói gì hay cãi lại lắm. Sau một thời gian em nói rồi vợ cũng thay đổi. Đó, rồi làm việc nhà tất cả mọi thứ. Việc nhà thì có một lần em đi làm á, rồi có mấy đứa em gấp quá không kịp chuẩn bị được cơm á, kêu nhờ vợ nấu giùm nồi cơm, nấu nồi cơm điện mà nó tới 4 tầng. Cơm điện mà 4 tầng khét khó lắm nghe em. Không phải ai cũng nấu được đâu. Khét nè. Sao nữa nè? Được có cái là làm đồ nhậu thì ngon đó, mà làm cơm nhà để ăn thì làm không được. Còn tật xấu gì nữa không Thiện? Em thấy chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi đúng không? Tới em đó. Anh tật xấu nhiều quá. Anh lên đây anh hâm em cho em kể. Anh nóng nói chuyện, ví dụ như mà cục xà ổng á mà ông kiếm không thấy, cái tự nhiên ông quạ ông đập đồ tùm lum la chứ, cái ai vậy hồi cục xà ổng bỏ vô trong bóp của ổng á, cái ông tưởng đâu em xài mà không dẹp á, rồi cái ông đập đùng, cái xong cái tối giờ ông thấy trong bóp ổng rồi, ông chạy lại ông ôm xin lỗi vợ, anh thương vợ, anh yêu vợ này kia nọ. Rồi nhiều khi á hả, đang ngủ mà quay qua mà em cái có ôm không vậy, ông gác đùng, nhiều khi ông gác lên đầu mình luôn. Cái ngủ là không có kiềm chế, cái nết ngủ là nết mà có khi nào còn có người mà xoay vòng tròn có đó. Xoay nữa, bữa nào ông xỉn là cái đầu cái chân ông trên đầu em. Đầu hôm là đây mà cuối hôm là đây nè đó. Rồi còn thật xấu gì nữa, khui hết đi em. Còn nữa, rồi ổng ngủ ngái nữa. Cái hôm đó em đi chung ekip á, 4-5 người, có chị đó phụ nữ, chị ngủ chung nguyên một team luôn. Cái xong cái sáng ra cái mắt chị lừ đừ, hỏi sao chị lừ đừ vậy. Nó tối qua chị ngủ không được, mà mình hỏi sao ngủ không được, nói trời ơi hết người này ngái tới người kia ngái. Nó ủa sao ngái vậy, em đâu có nghe gì đâu. Nó trời ơi, chồng em là ngái lớn nhất luôn á, mà em nằm mà em nằm dưới nách ổng á, em ngủ mà em ngủ ngon lành luôn, làm như là giờ em không nghe tiếng ngái là quen rồi đó em. Không nghe tiếng ngái là em không yên tâm đó. Quen âm thanh đó rồi. Ăn uống dễ ăn không? Khó ăn lắm chị. Ví dụ như mà muốn ăn món này phải không, mà bữa đó người ta không bán, hoặc là em đi chẹo đường á, em mua cái khác. Ví dụ ăn hủ tiếu gà, mà bữa đó em đi mua hủ tiếu thịt về không ăn, bỏ luôn. Hà nhịn đói chết queo luôn, cũng không ăn. Trời ơi, Hà nhịn đói chết queo luôn, chắc khó ăn đúng không? Em mong muốn chồng em thay đổi gì? Nói chung á là từ ngày quen tới bây giờ á, thì ảnh lúc nào cũng yêu thương em, tới tận bây giờ cũng còn như vậy. Nhưng mà chỉ có cái tính nóng là ảnh vẫn còn nóng tính thôi. Nhưng mà cũng giảm bớt rồi. Rồi đi bi ôm thì giờ cũng ít đi luôn rồi. À, còn Thiện, Thiện mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ giữ gìn sức khỏe. Tại vì nhiều khi làm cái nghề make up á, đêm hôm á, rồi đi về rồi dạy học viên nữa, nhiều khi thấy một ngày nhiều khi không ngủ được mấy tiếng á, nhiều khi thấy vợ làm thấy khi thấy thương. Dạ, giữ gìn sức khỏe để còn kiếm em bé nữa chứ. Em chị hỏi em nè, cái nóng tính của em á, là em nóng em có hiểu được nguyên nhân em nóng không? Nói chung em cũng ít có nóng lắm, mà em nóng rồi là không kèm được, không kiểm soát được. Nhưng mà em biết đó, lúc đó là em đang nóng sẵn đó đúng không, em biết không? Hay là em nóng là em chỉ biết là trời ơi, lúc đó cái cơn lên là phải đập phải này kia nọ. Tại vì nếu em nhận thức được thì em sẽ kèm được, còn dạ, không là không khó kèm lắm. Cũng nhận thức được, nhưng mà nói chung em ít có nóng lắm, nhiều khi tánh em cũng vui vẻ lắm, nhưng mà nhiều khi cái gì quá đáng lắm á thì em mới giận lên thì em mới vậy thôi, chứ bình thường rồi có bao giờ mà nóng bực vợ quá nóng rồi sẵn rồi có động đậy tay chân gì với vợ không? Dạ không. Không phải không? Dạ. Không bao giờ. Đụng vô em bao giờ đúng không? Vậy tốt á. Dạo này còn nhậu nhẹt đúng không? Dạ còn. Hút thuốc luôn hả? Hút thuốc dữ lắm. Dữ lắm rồi. Trước tiên là anh Chiến nói là em phải bớt, nếu được bỏ luôn. Dạ. Rượu bia với thuốc lá. Ha. Dạ. Rồi nghĩ đến em bé. Ha. Anh xin chúc cho hai vợ chồng mau sớm có tin vui. Và trong năm sau là có em bé xuất hiện. Dạ, cảm ơn anh. Mỗi lần mà đi chơi á, em ít không có, mình không có nói ý trong lòng mình nói. Khoảng thời gian đó thì em cảm thấy cái tình cảm của ảnh hình như dành cho mình nhạt nhẽo. Xong cái chia tay em quen người khác.
Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Văn và anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Quang Nhàn. Em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ thuật công ty may. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em là Trần Phan Hồng Phước, 29 tuổi. Em quản lý xưởng may gia đình. Hai vợ chồng em mở xưởng may. May là máy gì em? Dạ, may quần áo. May hàng cho shop ạ. Hai em quen nhau từ khi nào? Hai vợ chồng em là nộp hồ sơ vào trường cao đẳng. Em có đến trước, em nộp trước. Nhưng chồng em đến sau thì ảnh ăn gian. Ảnh chen cái hồ sơ của ảnh dưới cái hồ sơ của em thì em ghét lắm. Đẹp trai mà sao mà chơi ăn gian quá, em ghét. Mình cứ nghĩ là mình bỏ xuống thì nó lật lên là của mình. Rốt cuộc là mình lại bị về sau cuối cùng. Em ấn tượng đầu tiên là ghét. Là không ưa đó, không đẹp ưa. Trai gian dối đó. Dạ, em nói là có khi nào mình học chung lớp với ông này ông ta. Em là học chung lớp thiệt. Đúng không? Còn Nhàn thì sao? Có ấn tượng là cười hàm răng á, em thích. Bao lâu thì em mới theo đuổi cô? Lúc mà đi học á, thì lúc đó em mới làm cái lớp trưởng. Mình nhìn thấy là thấy quen quen, y như quen lâu rồi chứ không phải là... Tiềm thức giống như quen. Ê, ngộ lắm, nghe có cái trường hợp vậy đó. Có nghĩa là có những người á, họ gặp nhau một cái là giống như là kiếp gặp trước họ đâu quen đó. Từ đời nào luôn á. Cái nhìn là thấy nó mình muốn nó thích sao rồi lúc đó. Tính em nhát á, em không có dám mình lại mình nói chuyện. Thể hiện đó. Thể hiện. Lúc mà vào nhập học thì em được vào nhóm múa của trường. Cứ hàng đêm thì em cứ lên trường em tập múa. Ảnh thì ở ký túc xá. Tối ảnh lại ra cái sảnh trường á, xem mọi người múa. Em múa thì ảnh ngồi ngay góc đó, em lấy cái cờ em chọc ngay cái chân á. Mình ghét mà. Tình cờ cái ảnh cười, lòi lúng đồng tiền ra. Xong rồi em mới kết, em nói dễ thương. Các đầu mình thấy mến. Trong quá trình học tập thì cũng có làm việc trong nhóm. Cứ mỗi lần đi học là anh mua một chai nước suối, anh để ngay bàn của em á. Hồi đó em được tham gia văn nghệ của trường nên em cũng hơi chảnh. Kệ ai đưa thì mình uống thôi. Không cần tìm hiểu ai là dạ, người đã không. Để chai nước suối này. Có một cái người bạn đi chung với ảnh á, lại nói là Nhàn đưa nè. Vậy là em mới biết là của chồng em. Rồi đến khi nào thì ảnh mới mở miệng, ảnh tỏ tình với em? Không tỏ tình nhưng mà thể hiện bằng cái hành động. Em có nhớ cái đợt Noel á, là đúng là ngày 24 tháng 12 á, thì ảnh về quê, ảnh có lên ảnh tặng cho em một món quà. Nhưng mà không đưa trực tiếp cho em mà để vào cái giỏ xe của em. Để á. Vào cái giỏ xe, bỏ vô giỏ xe. Vậy thì mở ra là một món quà, cục thủy tinh và chiếc nhẫn. Sáng hôm sau em đi học thì em thấy ảnh đeo một chiếc nhẫn. Thì em mới của anh này, nhưng mà thực sự ảnh cũng không nói. Cặp đến khi nào ổng mới cãi miệng không ra để ổng nói ta? Ta nói tới giờ chưa nói mà. Ở khi mà cầu hôn ổng có nói không? Cầu hôn là em là người chủ động. Nó không nói thì phải chủ động là gì? Cầu hôn tôi đi hả? Thế là lúc mà đi chơi với nhau bạn có nắm tay em không? Ảnh thường ảnh chở thôi thì lâu lâu những đi một buổi tối á, thường hay lạnh mà ảnh kêu nè cái túi có áo khoác nè nhét vào đi thì em nhét vào thì ảnh thọt cái tay ảnh vô. Nhưng mà chị hỏi em nè, ảnh có bao giờ ảnh nói những cái lời yêu thương này là anh yêu em thì ảnh không nói, chủ yếu là ảnh thể hiện bằng tình cảm. Ví dụ như là ảnh ôm hung. Ôm hung cũng phải nói màu đầu đồ đó. Bé cho anh hung bé cái nghe. Ảnh hiền, ảnh ít nói nhưng mà ảnh hành động rất là nhanh. Nói đi, em bức bách lắm rồi đúng không? Mỗi lần mà đi chơi á, em ít không có, mình không có nói ý trong lòng mình nói. Nói là nói mình nghe thôi, mình còn mà nói cho bạn gái mình nghe lúc không nói được. Mà em có biết là con gái người ta là yêu bằng lỗ tai không? Thì đó, hai đứa em quen tới 6 năm luôn. Vậy thì có lúc nào em chán ông không? Dạ có, khoảng thời gian đó thì em cảm thấy cái tình cảm của ảnh hình như dành cho mình không quá khô quá, nó dạ, lạnh quá rồi. Nhạt nhẽo. Xong cái chia tay em quen người khác. Chia tay bao lâu? Chia tay cũng khoảng một năm. Lúc đó em có quen người khác nữa không hay sao? Không, em không quen, em vẫn còn thương mà. Anh thương em, nhưng mà anh không thể nói ra được. Lúc mà nhắn tin trong điện thoại á, là vợ em quen với người khác rồi. Khoảng gần một năm chứ không phải tròn một năm, một em lại nhận được những cái tình cảm của ảnh nhắn tin cho em. Lúc đó em xử lý cách nào với người thứ ba? Em quen cái bạn đó thì em nhận ra bạn đó là có người yêu rồi ở quê nhưng mà giấu em, thì em đã cắt hẳn luôn. Thì chồng em mới cảm nhận là vẫn còn quan tâm em á, bắt đầu mới nhắn tin chia sẻ động viên em là vượt qua những cái nỗi buồn đó. Thì em trở lại là một người bạn cũng hay qua rồi kể chuyện, nói là lúc mà chia tay anh rất là buồn, sao anh không nói là
là anh buồn như vậy đó. Và anh chỉ nói là anh khóc nhiều lắm. Thì bắt đầu hai người tìm hiểu lại. Tụi em cưới nhau được bao lâu? Dạ được 3 năm, từ lúc quen tới giờ là được 9 năm à. Nếu như em là cái tiếp người như vậy đó, thì chị không biết là cái lần đầu mà em gần gũi vợ em á, thì em như thế nào? À đúng rồi, cái tới tay em mới mình nghĩ trong đầu là mình phải nói chiếm đoạt được. Xong cái hôm đó em mới rủ bạn, hai người bạn nữa đi coi bắn pháo bông ở hầm Thủ Thiêm á. Ở cái phòng trọ đó là 10 giờ đóng cửa. Mình đi chơi á, mình đi vòng vòng đến qua 10 giờ luôn. Để được lấy cái đồ đúng không? Ừ, cố tình. Đóng cửa thì thôi anh chở em đi vòng vòng tiếp. Thì cái phòng em á thì nó lúc đó hai cặp. Thì ở chung em với thằng bạn em ở chung còn bồ nó nữa. Hai cặp mỗi đứa nằm góc. Mà mình thì ngại, mình muốn lắm nhưng mà không có thể nào mình giơ cái tay á, quàng cái tay qua thì sợ thấy nên mình cứ quàng lần thứ nhất á, cứ quàng qua cái giật lại nằm tiếp, nằm suy nghĩ tiếp. Lần thứ hai á em mới quàng tay tiếp như nó đơ luôn, nó không có, rồi tiếp để lại tiếp. Lần thứ ba là con người mình á nó không kiềm chế được, không được thôi. Xong rồi ôm luôn. Giật mình. Cảm giác là giật mình. Xong rồi thích để im luôn vậy. Thì đó, lúc đó mà em nghĩ trong người mình á như là đoàn tàu lửa cán qua mình vậy. Ủa? Rồi lúc em sợ không? Cái cặp kia nó làm gì? Đắp mền hết rồi. Cái sàn á, mỗi lần ở bên đó đụng một cái là mình biết nó chưa ngủ rồi. Bên đó nó cũng giống nó mình. Cũng y chang mình luôn. Bên đó ai đang ngủ, cặp nào ngủ hết đó. Thì nó y chang luôn đó. Mình cũng không có nhìn bên đó. Tại vì mình đang... Nhìn chi? Mình lo bên đây chứ. Đang lo bên đây. Cuối cùng là vẫn được. Lúc đó thì có chết cũng được. Có đời nào mà hai người mà vô một cái thế trận như vậy mà không nói đó. Tiếng nào không trời, miệt mài mò mẫn không nói tiếng nào, thì ra là ổng ở ngay cái hoàn cảnh là ổng không được quyền nói. Mấy lần sau á, mấy lần sau không nói luôn. Mấy lần sau thì ảnh làm không, ảnh không nói. Không nói mà ta không chịu nói. Rồi bây giờ vợ chồng là ở với nhau rồi đó, còn có nói không? Dạ có, sau này có nói. Dạ. Thôi vậy cũng được rồi, cuối cùng nó cũng biết nói. Đó. Rồi bây giờ là hai vợ chồng ở với nhau một thời gian như vậy á thì có tật xấu gì không? Chào em nói trước. Tật xấu là về tôi cằn nhằn hay cằn nhằn. Mỗi lần cằn nhằn gì bực không? Bực. Mỗi lần em bực á. Bực rồi có nói lại không? Không, em đi ra ngoài em hút thuốc. Rồi cũng không nói. Nói mà. Ê, còn mỗi lần mà cãi lộn với nhau làm sao em? Dạ cãi lộn thì cũng nói nhiều. Nhưng mà em lúc nào cũng thắng hết. Tại vì em nói nhiều hơn thì ảnh lại không nói đi ra ngoài. Vợ em thì hay so sánh em với người khác. Tại vì em cũng không thể hiện nhiều á. Ví dụ mức lương đó đi, mình làm 7-8 triệu, giờ muốn so sánh đó, anh phải cố gắng hơn á, phải đạt được 10-12 triệu hay 15 triệu. Hay so sánh chồng với chồng người ta đó. Em đi làm về đúng không, ở nhà thì quản lý xưởng may á, hàng hay là bị gì á, về cái thấy mặt em là xả tới tấp luôn. Rồi tội nghiệp nhỏ không, tới em đây. Anh ấy có tật xấu gì không? Thấy hiền quá mà có cái gì đâu mà xấu. Hiền mới nhiều tật xấu á anh. Hiền thường hay đi với chung với cọc tính. Cọc cọc lên mà có thể hiện không? Ví dụ như đập đồ. Đập hai điện thoại rồi. Một cái điện thoại của ảnh với một cái điện thoại của em. Nên hiện giờ em không mua điện thoại luôn. Để cho ảnh biết là cái mà mình mua ra mà đập, chắc chắn là đó là thiệt cho mình rồi. Nhưng mà em lâu lâu em dắt ảnh ra tìm điện thoại á. Cái này đẹp nè anh ha, cái này đẹp nè. Ừ em mua cho anh đi ha, năn nỉ xì xỏ rồi đó. Em không mua đâu, em phải biết được là khi nào mà anh nhận được là cái những cái cọc tính đó, đập đồ đó anh phải bỏ hẳn luôn. Rồi anh này á là anh yếu đuối vậy, anh có khóc nhè không? Có, mỗi lần cãi nhau là anh khóc. Em nói không được cái em khóc. Anh vậy chứ, anh trong lòng anh mỏng manh. Đáng lẽ ra em phải là người khóc. Anh là người khóc. Em gây lộn là khóc. Hai đứa em á như là em có thiếu cái gì là vợ em nó có cái đó. Em chậm thì vợ em nó nhanh. Rồi còn em khóc thì vợ em nó không khóc. Em ủy mị thì vợ em cứng rắn đúng không? Nói thì vợ nói nhiều. Không phải. Coi phim á, những cái phim mà về mẹ là anh khóc. Chương trình nào mà nói về mẹ là bắt đầu rưng. Vậy là em thương mẹ lắm hả? Dạ đúng không? Rồi. Chồng em có một tật xấu nữa. Thường thường em đi làm gì mệt á, thường em ngủ là em thích thoải mái à. Nhưng mà chồng em thì lại thích gác cái chân qua.
Mà gắt không phải là gắt bình thường đâu chị à. Nãy em nói chị là lần đầu tiên của em á, là nó đã như vậy rồi á, dạng như nó quen luôn rồi. Giống như đó là một cái tín hiệu gì đó. Đó. Vợ em là người đầu tiên em luôn á, là em đụng luôn á. Ừ. Nên là cảm giác của em nó dậy rồi. À em muốn nữa luôn. Rồi một tuần vậy là em phát tín hiệu mấy lần? Ba lần. Có tuần thì đạt được, có tuần thì có một lần thôi. Nhiều ra em thấy vợ em nó khỏe thì em tăng lên. Phát tín hiệu. Nhất quý là chủ nhật là không phát được. Là bởi ở lý do sao vậy? Em rải chiền á, em chỉ công nhân á. Nên mà chủ nhật mà sáng thứ hai mình đi làm á, mình cảm không phải đuối mà nó xui. Nó xui lắm. Bữa nào á, mỗi lần mà thứ chủ nhật mà em lỡ đi, chứ thứ hai vô là em đi vòng vòng chứ không dám vô chiền. Qua chiền người ta chứ. Chạy sợ, em sợ. Tại vì nó cứ diễn ra hoài. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ muốn thay đổi là bớt cằn nhằn rồi. Thế còn em? Thì em chỉ mong chồng em là lâu lâu lãng mạn xíu. Cái thứ hai nữa là cái cọc tính. Cái cọc tính thì nói chung là có thể là giảm thôi. Thì đó, hai cái đó là tỷ lệ thuận đó. Em bớt cằn nhằn thì ông bớt cọc tính đó. Thì tự em điều tiết đi. Chị nghĩ là trong gia đình em là người quán xuyến về mọi phương diện, thành ra là em cũng có thể quán xuyến được cái không khí gia đình nữa. Trước khi kết thúc chương trình thì anh muốn em nói một điều gì đó với vợ mình nhân kỷ niệm ngày hôm nay. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thay mặt chương trình này thì nhân dịp có lên chương trình này thì anh cũng ngại văn anh ít nên là cũng không có nói gì nhiều. Thì cũng mong em hiểu cho anh. Anh sẽ cố gắng thay đổi mình nhiều để cho em hết buồn và hết nóng tính. Thể hiện chủ động, vợ chủ động tiếp à. Rồi nói thì nói chứ rất hạnh phúc phải không Nguyên? Chúc hai vợ chồng em cứ luôn luôn hạnh phúc ha. Và anh ấy sẽ dành hết tất cả những tình cảm quý báu của mình dành hết cho em ha. Mãi mãi hạnh phúc như thế này ha. Rồi xin cảm ơn. Dạ cảm ơn thật. Rồi cảm ơn.